98. Bùi Văn Ti, 69 tuổi. Người xưa dù đã biết trước ngày giờ về giới Phật, nhưng các vị ấy vẫn rất thận trọng và càng nỗ lực dụng công chí thiết nhiều hơn, không dám mảy may buông lời khinh suất. Ngày nay, những hành giả Tịnh Tông cần ghi nhớ kỹ điều này. Ông Bùi Văn Ti sinh năm 1920, nguyên quán thị xã Long Xuyên. Song thân là cụ ông Bùi Văn Nhượng và cụ bà Huỳnh Thị Cửu. Ông thứ năm trong gia đình có 6 người con. Năm 20 tuổi, tức năm 1941, ông kết hôn với bà Phạm Thị Tiên, sanh được 7 người con. Nghề nghiệp của ông là quân nhân chuyên ngành cảnh sát. Phần bà thì quanh năm tảo tần, buôn bán rau cải, nuôi nấng đàn con. Đến năm 41 tuổi, năm 1962, ông kế phối với bà Hồ Thị Sáu, sinh được 4 trai, 3 gái, định cư tại chợ Vĩnh Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Ông chuyển sang nghề hớt tóc và viết đơn, còn bà thì bán thức ăn, bún, hủ tiếu. Tính ông hiền hòa, vui vẻ, cởi mở, miệng thường hay ca hát líu lo. Đời sống sinh hoạt rất ngăn nắp, chừng mực, ưa chuộng sự sạch sẽ, thơm đẹp. Ông rất quan tâm trong việc dạy dỗ các con ngay từ thuở bé thơ, từ hạnh nết cho đến lời ăn tiếng nói, sao cho đừng mất lòng mọi người, nhất là ráng nhường nhịn. Có lần, con ông lân la nô đùa với lũ trẻ đồng trang lứa, bỗng gây gỗ. Cha chúng đến nhà, vừa chửi mắng, vừa nắm xé áo của ông. Ông tư vui bình thường, giả lả đôi ba câu rồi cho qua, xem như không có chuyện gì xảy ra. Hoặc có những lúc bà vợ cãi giả với người ngoài, ông đều khuyên can nhẫn chịu. Tâm tánh phải hôm mai bình tĩnh, lúc nào cũng dặn lòng nên nhịn. Nhịn tiếng đời, nhịn tánh muốn ham, nhịn thói quen theo lối tục phàm, nhịn cay đắng khi làm đạo đức, nhịn cho được lúc người chọc tức, nhịn những điều thử thách của đời. Nhịn chừng nào khỏi nhịn mới thôi. Lúc còn phải nhịn, thời ráng nhịn. Nhịn càng mạnh, nghiệp càng không dính. Sức nhẫn nhiều, sớm định tâm nhiều. Dục ý dù lớn mấy cũng tiêu. Ráng nhịn được những điều khó nhịn. Thân còn tạm, huống gì chung đỉnh. Vật trên đời đâu đặng dài lâu. Vì mến yêu mà phải ưu sầu. Xưa đã thế, nay đâu khác được. Mặc dù hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn, eo hẹp, nhưng ông vẫn nhín ra một ít tiền mua thuốc Tây để sẵn, hoặc sưu tầm thêm một số thuốc Nam, rồi chủ động biếu tặng những người trong thôn xóm ốm đau khi trái tiết trở trời. Vào khoảng năm 1978, bà vợ của ông bị trúng gió rồi chết. Toàn thân đã cứng đờ, màu da bầm tím như trái mồng tơi, các nơi đều lạnh, duy chỉ còn vùng ngực ấm nóng lạ thường. Thân quyến đã chuẩn bị đầy đủ các thứ để lo hậu sự. Đến ngày thứ năm, ông mời bà con lối xóm và những cư sĩ tại gia đến cầu nguyện liên tiếp 3 hôm. Trong đêm thứ ba, đột nhiên bà từ từ sống lại. Thời gian ngừng thở là đúng 1 tuần. Trải qua mấy tháng sau, sức khỏe của bà mới hoàn toàn bình phục. Khi tỉnh lại, bà tường thuật những gì đã thấy nghe trong suốt khoảng thời gian 7 ngày đó. Cũng từ ấy, cả gia đình ông đồng phát tâm trường chay, niệm Phật tu hiền, sáng chiều 2 thời lễ nguyện. Hai ông bà đối nhau như bạn đạo và giữ tịnh giới. Trước kia, bà bán thức ăn mặn, bây giờ đổi lại món chay. Tính tình bà trở nên hiền lành, hòa ái, khác hẳn với thuở xưa. Đồng thời, bà được chư đồng đạo rước đi các nơi để kể chuyện. Rất nhiều người nghe rồi bèn tương trao giới sát, làm lành lánh dữ, tinh tấn niệm Phật tu hiền. Nhờ nhân duyên này, ông tỏ ngộ tường tận hơn về nhân quả báo ứng. Một mai tấm thân tứ đại giả tạm này tan hoại, thì linh hồn còn phải đi đầu thai tìm một tấm thân mới,
mà thân sao đẹp hay xấu, khổ đau hay sung sướng đều tùy thuộc trọn vẹn vào nghiệp thiện hay nghiệp ác của mình đang gây tạo hiện giờ. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, trồng dưa đặng dưa, trồng đậu hưởng đậu, không sai lệch một mảy may tơ hào nào cả. Cũng từ đó, ông bắt đầu giao tiếp với các bạn đạo như ông Hai Mung, ông Bảy Phương, vân vân và các nam nữ trẻ tuổi khác. Đặc biệt là ông rất kính trọng những người tu, say mê nghe đạo lý lắm. Mỗi lần cô Năm ở chùa Phước An gần nhà ghé thăm, sau khi chuyện trò một hồi, lúc xin cứu về, ông thường cố mời ở lại. Con nói chuyện Phật Pháp cho cậu nghe nữa đi. Con bận công việc nên phải về cậu Năm ơi. Còn ráng ở lại một chút nữa đi. Hình như đối với hết thảy các thiện tri thức, ông đều có thái độ y như vậy. Ông ít đọc sách, thường chỉ xem kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân và quyển Thi Văn Giáo Lý toàn bộ. Mặc dù kiến thức về Phật Pháp chẳng có chi nhiều, nhưng sự hành trì lễ niệm của ông lại chí thành cung kính. Tín tâm đối với lý nhân quả và pháp môn tịnh độ thì rất kiên định. Ông thường nói với mọi người, ráng niệm Phật chỉ một kiếp này về Tây Phương thôi, chớ không có về cõi nào hết. Sau thời lễ nguyện, ông thường đứng thẳng trước ngôi Tam Bảo, tay lần chuỗi tràng niệm Phật khoảng 30 phút. Cách niệm của ông là câu này dính liền câu kia, âm thanh vừa đủ nghe. Đối với các công tác từ thiện xã hội, ông rất nhiệt tình hưởng ứng bằng công sức của mình. Hàng ngày, vào khoảng 4-5 giờ chiều, ông thường cầm chiếc giỏ đệm và con dao đến chùa hoặc đi theo lối xóm. Thấy ai có trồng bông như bông trang, bông điệp thì ghé vào xin về chân trên bàn thờ. Ông thường khoe với cô Năm và cô Bảy. Kìa, con xem, huy hoàng rực rỡ, nhìn mà lòng thơ thới vô cùng. Đi xin hoài, riết rồi cũng cảm thấy áy náy, nên ông bèn sưu tầm giống về trồng gần nhà. Từ đó trở đi, hoa tươi khoe sắc, đua nở bốn mùa. Công phu của ông cứ bình thường đều đặn và thầm lặng như thế hơn 10 năm. Đến khi 69 tuổi thì sức khỏe ông bắt đầu suy dần. Vào khoảng đầu tháng 8 năm 1989, ông ngã bệnh. Bèn bảo các con đưa ông ra Mỹ Xuyên nhờ cô con gái thứ tư là Tư Xuân chăm sóc vì nhà gần bệnh viện thị xã. Thời gian ở đây khoảng 3 tháng, ông đã 3 lần nhập viện, mỗi đợt độ khoảng 1 tuần. Bác sĩ chẩn đoán là suy nhược cơ thể và nghi ông bị nhiễm lao do dốc dáng quá ư khô gầy. Thấy cô con gái mãi lo kinh doanh nhiều quá nên ông thường khuyên cô, thôi con bớt lại để lo niệm Phật tu hành đi con, kẻo không có kịp. Ngày xưa ba cũng đã từng đếm tiền nè con, nhưng mà rồi cũng đành phải phủi trắng tay. Lần nhập viện sau cùng, thấy bệnh tình của cha ngày càng trầm trọng. Vì thương cha mình quá, cô muốn cha mau mạnh như lời đề nghị của thầy thuốc, nên cô khuyên ông trở đũa dùng mặn. Ông từ chối. Sao con mê muội quá? Đời người ai mà chẳng chết, mà chết cũng chỉ một lần thôi. Tới số rồi, ăn mặn nhắm có sống được không? Vì biết bệnh trạng của mình, thuốc men lúc bấy giờ đã hoàn toàn bất lực. Thế nên khi xuất viện, ông về thẳng trong Vĩnh Thành nhằm ngày mùng 2 tháng 11 năm 1989. Hay tin ông bệnh nặng, chư đồng đạo hay tới lui ghé thăm, an ủi, khuyên nhắc ông phải gấp rút buông xả muôn duyên để cố gắng niệm Phật. Ông thường đáp lại rằng, tôi nhất định về với Phật, chớ không có về chỗ nào hết. Sáng ngày 19 tháng 11 năm 1989, ông bảo cô Tư Hồng, con ra nói mẹ, làm cho cha một tô bún, nhưng đừng để giá và rau sống, nghe không? Hôm nay là ngày 19, ba ăn xong là ba tuyệt thực luôn, ba không ăn nữa. Ba chỉ uống nước cúng thôi, để ba súc cái mình của ba cho sạch. Bởi vì ba đi.
Bà đi đâu thưa ba? Bà đi theo Phật. Từ đó trở đi, ông tuyệt nhiên chẳng ăn uống thứ gì cả, duy nhất chỉ thịnh nước cúng Phật để uống mà thôi. Bệnh của ông càng ngày càng tăng dần. Một hôm, ông nói với bà, lúc tôi đi theo Phật mà bà khóc lóc kêu réo tôi là bà ác lắm đó. Đến ngày 22, gia đình tổ chức cầu nguyện cho ông liên tục 3 đêm. Chiều tối hôm ấy, ông kêu cô Năm và cô Bảy đến bên cạnh mà nói, hai con lại đây, cậu nói cho nghe. Cậu nói gì thưa cậu? Kìa, coi kìa, hằng hà sa số Phật, đẹp hết sức đẹp, mà vui quá con ơi. Ở đâu, sao con không thấy? Kìa, Phật kìa, Phật cho biết 3 ngày nữa, Phật rước cậu về cực lạc. Khi hai cô về chùa, ai cũng hồ nghi trong lòng, bởi vì nhận thấy rằng, ngoài hạnh nhẫn nhường, kính người tu và thích nghe Phật Pháp ra, ông đâu có điểm gì nổi bật, nên hai chị em thường xì xầm với nhau. Cậu Năm tu hành cũng bình thường quá mà, đâu có gì bao nhiêu, sao mà ông ấy nói ông ấy thấy Phật, thiệt là không biết ông có nói sảng hay không. Sáng ngày 25, con cháu các nơi tự thông báo với nhau, rồi lần lượt tề tự về đông đủ. Ông ngừng ăn đã đúng một tuần, nên giọng nói rất yếu nhưng vẫn còn nghe rõ. Ông nằm trên giường dặn dò mọi chuyện, nào là việc đào huyệt, nào là việc đi hỏi ông Út bạn của ông, xem coi 2 giờ chiều này ông theo Phật có ảnh hưởng gì về chuyện làm ăn của con cháu hay không, cho tới việc chuẩn bị khăn đắp mặt cho ông nữa. Mọi người thì cứ vâng dạ nhất đều làm theo lời ông, nhưng chuyện ông nói là ông theo Phật thì dường như chẳng mấy ai tin cả. Ông còn dặn, khi mà ba theo Phật rồi, các con đừng có chụp hình nghen. Nếu ba chết, các con chụp hình ba thì được. Còn cái này ba theo Phật nên đừng có chụp hình. Kế đó có khách đến thăm, hỏi chuyện qua lại đôi 3 câu, rồi ông nói, một lát nữa đây tôi ra đi, cho tôi gửi gắm vợ và các con của tôi lại đây cho các anh chị em mình. Các anh chị em mình tha thứ những lỗi lầm, bởi vì chúng nó còn nhỏ dại quá. Nhờ các anh chị vui lòng dạy dỗ, khuyên bảo chúng nó giùm, tôi rất mang ơn. Khi khách đã về hết, chú rể thứ Năm mới hỏi ông, ba ơi, chừng nữa ba muốn cái giỏ bay lớn. Ông đáp, thôi, vừa vừa thôi con ơi, ít tiền, chứ con đừng mua thứ đắt tiền quá, ba không chịu. Kế đó, ông nhờ tắm gội sạch sẽ, đặng ông theo Phật. Khi tắm xong, ông bảo cô Tư Hồng, con bà vợ kế, con dẫn chị Tư con, tức con bà vợ cả, ra ngoài tiệm mua cho ba chai dầu thơm để xịt xung quanh. Lúc hai người quay về cầm chai dầu đưa cho ông, xem xong ông nói cô Tư Hồng, người ta đi theo Phật mà chị Tư con nó hà tiện, chai dầu này là chai dầu gióm nè, hôi rình hà. Thôi trả chai dầu này lại cho nó đi con trở ra ngoài, con mua chai dầu xịn bao nhiêu tiền con trả đi, chớ chị con mua chai dầu này không có được, chai dầu này là chai dầu gióm. Khi mua chai dầu khác đem về xịt lên mình ông và khắp hết chung quanh giường nằm theo lời ông yêu cầu, chẳng mấy chốc đột nhiên thần sắc ông bỗng nhiên biến đổi lạ, tâm trí không còn tỉnh táo sáng suốt bình thường nữa. Các con khuyên nhắc niệm Phật, ông không chịu niệm. Đang trong tình trạng bối rối bất ổn, thời may cô Năm ở chùa Phước An đi thỉnh thuốc giùm cho bệnh nhân trên đường về chùa. Đi ngang qua, cô thấy trước sân rất đông người đang che rạp. Cô bèn thẳng vào nhà sau, bước vào phòng thấy cảnh huống nguy ngập. Cô bèn trở ra nhà trước, đốt hương rồi quỳ dưới bàn thờ Phật, thành tâm khấn nguyện
đọc tên họ của ông, cầu mười phương Tam Bảo từ bi gia hộ cho ông tỉnh táo để ông niệm Phật giảng sanh. Chừng quay vào thì ông bình thường trở lại. Cô lại gần hỏi ông: "Cậu có biết con là ai không?" "Biết, nằm chùa chứ ai." "Bây giờ con niệm Phật, cậu niệm theo con nghe. Cậu niệm Phật để cậu về với Phật cho khỏe. Nếu mạng sống còn thì mình hết bệnh, nếu mạng số hết thì mình giảng sanh Tây Phương." Thế là cô cất tiếng niệm, ông liền niệm theo. Thế vậy, gia đình mời cô bước lên giường ngồi xếp bằng ở phía trong, còn vợ con thì ngồi ghế ở phía ngoài. Thường ngày, ông không cho bất cứ người thân nào lên giường của ông đang nằm hết. Bây giờ trời đã 12 giờ trưa. Niệm được một lúc, nghe tiếng niệm của ông lớn quá. Cô Năm sợ ông mau đuối sức nên khuyên: "Thôi cậu Năm ơi, cậu niệm nho nhỏ đi cho đỡ mệt, để con niệm lớn cho." Thời điểm hiện tại địa phương này, chương trình hộ niệm chưa được phổ biến. Phần đông hiếu kỳ đến xem, chứ chẳng ai hiểu chuyện giảng sanh là gì. Thấy ông bệnh nặng, thể lực cạn kiệt, trầm trọng, đoán chắc rằng ông sẽ ra đi trong một sớm một chiều. Phần hậu sự dĩ nhiên là phải kết thúc trong khoảng thời gian không xa, nên mọi người ra ngoài trước để che rạp làm nhà khách. Khi ông có dấu hiệu gì lạ mới tập trung lại, đôi ba người niệm Phật, còn số đông thì cứ đứng nhìn. Ngồi niệm mãi gần 2 giờ trôi qua, ông kêu khát nước. Cô Năm mới đi thịnh nước cúng cho ông uống. Uống xong, ông niệm thật lớn, được hơn 10 câu. Cô Năm bèn nói với ông: "Thôi cậu Năm ơi, cậu niệm nho nhỏ, để con niệm lớn là được rồi." Ông liền đổi lại nhỏ vừa đủ nghe. Khi được vài mươi câu, ông hỏi: "Mấy giờ rồi con?" Cô Tư bèn nhìn đồng hồ, thấy 1:58, tự nhiên cô giật thót cả người. Vì ông nói 2 giờ chiều nay là ông theo Phật. Cô liền đáp: "Tới giờ rồi, thưa ba." Ông đang ở tư thế nằm ngửa, bèn tự nghiêng mình sang bên phải, theo thế kiết tường. Tay trái kê đầu, tay phải xuôi theo thân, rồi im lìm nhẹ nhàng dứt hơi. Lúc ấy đúng 2 giờ chiều, ngày 25 tháng 11 năm 1989, ông thọ 69 tuổi. Sự ra đi của ông quá ư nhanh lẹ và im lìm. Cô Năm ngồi bên cạnh vẫn không hay biết gì cả. Cô Tư Hồng bèn kêu: "Niệm Tây Phương tiếp dẫn đi chị Năm." Cô Năm không tin rằng ông đã ra đi, nên vẫn giữ nhịp niệm Phật đều đều như cũ. Vì từ lúc vào cho tới giờ đã trải qua 3 tiếng đồng hồ, cô chỉ nghĩ là mình niệm Phật cho ông niệm theo để ông khỏe, và cô ngồi niệm Phật để cho gia đình vui vậy thôi, chớ không ngờ rằng ông theo Phật đúng như lời ông đã mách trước. Cô Tư chờ hoài không thấy cô Năm phản ứng gì hết, bèn lặp lại một lần nữa: "Niệm Tây Phương tiếp dẫn đi chị Năm, ba em mất rồi." Khi biết ông đã thật sự ra đi, cô Năm cũng hết sức kinh hoàng, bèn chuyển sang niệm Tây Phương tiếp dẫn. Thân quyến và đồng đạo ở phía trước ùa vào, chẳng hiểu sao không ai bảo ai, cùng nhau tự động đồng quỳ xuống nền nhà đất, đồng thanh niệm Phật lớn lên, âm thanh vang dội cả vùng. Cũng trong lúc đó, những liên hữu đang làm ngoài ruộng nhìn thấy những tia sáng xẹt trên nóc nhà của ông. Bên kia sông, má của ông Tư Xuân cùng với vài bà cụ nữa cũng đồng trông thấy như thế. Sau khi tang lễ đã hoàn tất, một chuyện khá lạ lùng là những cuộn phim mà các con cháu đã chụp ông khi đem đi rửa đều trắng tinh, không có hình ảnh gì cả. Thuật theo lời Bùi Ngọc Xuân, Bùi Ngọc Xuân Hồng, hai con ông và đồng đạo Đỗ Thị Năm, Đỗ Thị Bảy. Nguyễn Đức Lợi, 17 tuổi. Em Nguyễn Đức Lợi sinh năm 1998, cư ngụ tại ấp Thới Thạnh, phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Cha là ông Nguyễn Văn Ngon, mẹ là bà Lê Thị Hạnh. Em là con út trong gia đình.
và em có ba người chị gái. Từ lúc chào đời, em đã bị bệnh mãi cho đến năm lên 4 tuổi. Lúc 6 tuổi, năm 2005, lại xuất hiện một trận bệnh thập tử nhất sanh. Các bác sĩ đều tiên lượng thọ mạng của em không quá 24 tháng. Nhưng lùi hụi mọi chuyện cũng tạm xuôi qua. Khi lên 10 tuổi, 2008, bỗng nhiên lặp lại một lần nhất sinh thập tử nữa. Trải nhiều năm tháng, em kết bạn tri kỷ tri âm với bệnh viện, nên cơ bắp tay chân của em có dáng dốc quá ư khiêm nhường. Nếu như chỉ nhìn gương mặt của em không thôi, thì nét đầy đặn, tròn trịa tươi sáng hiện ra rất rõ rệt, và không ai nhận biết ra rằng em là nạn nhân của bệnh tim bẩm sinh. Cho nên cứ không bao lâu thì gia quyến phải đưa em vào bệnh viện nghỉ mát khoảng một tuần trăng. Mà sự việc cứ lặp đi lặp lại đều đặn như thế. Tính tình của em rất ngoan hiền, lễ phép, dường như xuất phát từ thiện căn của quá khứ thì đúng hơn, bởi vì chẳng ai chỉ dạy cả. Đặc biệt là tính cách điềm đạm, trầm tĩnh, chững chạc của một người lớn lại có đủ nơi em, nơi đứa bé chỉ mới lên 10. Chẳng hạn như khi nói chuyện thì em đều dạ thưa, lúc nhận quà, bất cứ là ai cho gì, nhiều hay ít, em cũng đều nhận bằng hai tay. Nhận xong rồi thì cúi đầu nói cảm ơn. Nếu cha cho, nhận xong cúi đầu rồi nói con cảm ơn cha. Nếu mẹ cho thì nói con cảm ơn mẹ. Thỉnh thoảng thấy cha mẹ bức quà cự cãi với nhau, em liền chạy lại ôm mẹ, vừa dùng tay vuốt vuốt vào mình của mẹ vừa nói: mẹ, mẹ thương con, nhịn cha một chút đi mẹ, bỏ qua đi mẹ. Rồi chạy sang cha năn nỉ cha: cha ơi cha, nhịn mẹ đi cha. Nhìn thấy con mình như thế, cả hai chẳng ai bảo ai, trong lòng đều tan hết mọi não phiền. Còn đến giờ ăn, em đợi cho cha mẹ và chị ăn trước, rồi em mới dùng sau. Hoặc khi cha mẹ đi vắng, cơm vừa dọn xong, em cũng chờ chị ăn trước, rồi em mới bắt đầu ăn. Mỗi lần cha đi làm về, mồ hôi tuôn đổ dầm về, nhưng em vẫn chạy lại ôm chầm lấy cha để hôn, và chờ cha tắm xong, liền nói: cha tắm rồi, cha hôn con một cái đi cha. Lắm lúc cha em sợ lấy bẩn cho con mình nên la rầy không cho, nhưng em vẫn không thay đổi, vì biết cha ngoài miệng là tuy la trách chứ trong lòng rất vui thích. Thấy con tuy là đau yếu triền miên, hình hài ốm tăm ốm teo, mà bỗng dưng có được hạnh nết rất ư đặc biệt, vượt hẳn những đứa trẻ khác cùng trang lứa, thậm chí người nhiều tuổi hơn, nên hai ông bà rất đổi hài lòng. Vì đó là niềm an ủi, niềm tự hào lớn nhất, và cảm nghe con tim ấm áp lạ thường. Gần cuối năm 2008, vào khoảng tháng 11, chị của em từ nước ngoài về thăm nhà. Thấy em mình sao cứ bệnh rề rề hoài, nên nói: sanh ra mày á, toàn là mày báo không à, bệnh hoạn hoài vậy đó, tới 10 tuổi rồi mà còn bệnh nữa. Em trả lời: chị ơi, trên đời này không có ai muốn mình bệnh. Em bệnh em cũng mệt dữ lắm đó chị. Tại chị không có bệnh chị không biết. Tại vì kiếp trước chắc em làm cái gì tội lắm, nên bây giờ em mới bệnh như vậy đó. Năm 2009, cha và mẹ của em phát tâm ăn chay trường tu hiền. Lúc này em vào trường học vừa hết lớp 1. Khoảng tháng 3 năm 2010, đang học lớp 2, em xin với mẹ: mẹ ơi mẹ, cho con ăn chay cúng lại chung với mẹ đi. Cho con nghỉ học để con tu. Con bệnh hoạn, con đi học cũng rất là mệt. Cha mẹ em đồng ý. Từ đó, mỗi buổi chiều, em cầm cái bọc và chiếc kéo chạy sát nhà hàng xóm xin bông trang về cúng Phật và lau dọn bàn Phật, thay nước cúng mỗi ngày. Tối, em cố gắng theo cha mẹ hành trì đều đặn các công khóa thường nhật. Mỗi lần thấy mẹ làm cá nấu cho hai chị em ăn, trong con vật bị đập đầu, nó giãy giụa đành đạch, lúc mổ bụng thì máu me của nó tuôn ra lênh láng. Cảnh tượng ấy biểu lộ sự đau đớn gớm ghiếc hãi hùng. Thế nên em xin với mẹ: mẹ ơi, con thấy mẹ đập đầu con cá con sợ quá. Từ đây sắp lên, mẹ cho con ăn tương luôn đi mẹ. Ban đầu bà còn ngần ngừ, sợ con mình ăn chay sẽ bị thiếu dinh dưỡng vì bệnh đã nhiều năm,
trong khi hiện giờ còn đang dây dưa chưa dứt, nên bà đã im lặng phớt lờ. Nhưng em nài nỉ miết, bà nhận thấy con mình tuy nó tuổi đời hãy còn thơ dại, thế mà tầm nhìn của nó lại hợp với lẽ đạo, vượt xa lắm kẻ niên kỷ tuy đã ở vào vị trí trưởng thành. Vả lại, nếu mình tu mà mình ngăn cản không cho con mình ăn chay, sợ e có lỗi, nên bà đành phải tùy thuận nhận lời. Khi thấy em dùng chay, người chị cũng ăn chay theo, thế là cả nhà đều trường chay giới sát. Một điều hết sức kỳ lạ là kể từ ngày em dùng trường chay, con ma bệnh lần lần biến mất. Dần dà em phát tướng ra, mặc dù chẳng bằng ai, nhưng vẫn không còn nằm bệnh viện, không còn uống thuốc men gì nữa. Thường ngày cha em đi làm từ thiện, mẹ thỉnh thoảng đi công chuyện, chỉ còn chị thì lo công việc nội trợ, nên không khí gia đình cũng như đạo tràng rất trang nghiêm thanh tịnh. Suốt ngày em chỉ lo niệm Phật, xem kinh và nghe pháp mà thôi. Năm em 13 tuổi, ăn chay được một năm, mọi người trong nhà phát hiện một sự việc là mỗi lúc chiều tối em đi văn bùn cho cha mẹ, và trước khi đi ngủ em chạy lại nói với cha: con chúc cha ngủ ngon. Chạy lại mẹ cũng nói: con chúc mẹ ngủ ngon. Mà ngày nào cũng như thế. Còn khi văn bùn cho chị thì nói: chị nấu cơm cho em ăn, chị giặt đồ cho em, nên em phải văn bùn cho chị ngủ. Những ngày rằm và 30, em thường đến chùa Vạn An, ngôi chùa gần nhà, để lễ Phật. Quyển sách mà em thường đọc là quyển Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ, còn băng đĩa mà em thường xuyên nghe là đĩa Cách Thức Hành Trì Pháp Môn Tịnh Độ. Nên những khi rảnh rỗi, em thường diễn tả cảnh giới cực lạc cho cha mẹ và chị nghe. Cõi ấy chẳng não phiền đau khổ, tuổi sống lâu vô số vô biên, muốn chi thì được có liền, thân người nào cũng bằng sen quá thành. Cõi ấy vốn trọn lành trọn tốt, cõi ấy không ai chết ai già. Thường ngày có Đức Di Đà dùng thần thông hóa hiện ra muôn hình, người nào cũng quanh mình đều sáng, ai cũng đều viên mãn thần thông. Đường xa muôn dặm tây đông, nhưng đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người cõi ấy thường trưa mỗi bữa đi cúng dường Phật ở khắp nơi, đi về trong buổi ngọ thời, người nào cũng muốn thỉnh lợi Như Lai, nên ai cũng đồng vai Bồ Tát, không người nào xa lạc phàm phu. Hạ ngương kẻ phát tâm tu, cầu về cực lạc là đầu nhập môn. Cõi ấy vốn người nhân thiện cả, ai muốn sang phải dạ lương hiền. Cõi sen người phải như sen, gần bùng mà chẳng ố quen mùi bùng. Cõi lành kẻ giữ hung khó bước, Phật từ bi chẳng rước bất lương. Muốn về cực lạc Tây Phương, các điều hung dữ chớ dương điều nào. Năm 2013, ngoài hai thời lễ niệm sớm tối ra, em còn tăng thêm thời giữa trưa. Qua năm sau thì em trở lại hai thời, vì không muốn phô trương hình thức và sức khỏe cũng không khả quan lắm. Bởi sự tu hành quý ở thành tâm, ở thực chất, chứ không phải ở hình thức bên ngoài. Có lần em khuyên chị nên niệm Phật thầm trong tâm, chứ đừng nên niệm Phật ngoài miệng, vì niệm Phật ngoài miệng không có được bao nhiêu mà lại mệt lắm. Thấy chị hay nổi quạo hay la rầy, nên lần nọ em hỏi chị: chị có biết hai ông thần, ông thiện và ông ác ở trong chùa không chị? Biết. Tu hành mà khó khăn quá để thành thần đó. Và còn nói: tu mà cái mặt cứ cà nhăn hoài là thành thần giữ núi đó. Cũng nhiều lần em khuyên chị đừng nên lập gia đình, nếu có gia đình sẽ không được tự do hành đạo mà cũng rất là khổ. Đặc biệt là em hay ca ngợi những người nữ có dốc dáng giống người xuất gia, và khuyên chị cần phải tu dưỡng hành đức, còn dẫn chứng lớn lên phận gái cần chuyên. Trong nhà có treo hai bức tranh Rồng Phụng, em nhờ cha gỡ đem xuống. Em nói với chị: hai bức tranh cũ này á, nó không phù hợp với gia đình mình, để em làm hai bức tranh khác để gia đình mình nhìn mà tu hành. Và em tháo kiến ra, bèn dùng dầu lửa và giấy giấm bôi vào để cạo sạch sẽ, rồi lấy giấy canh màu, loại giấy mà người ta thường dùng trang trí trên các sườn xe đạp,
cắt thành hình bông sen và các mẫu chữ cái, dán lên thành bức tranh mới. Một bức là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Còn bức tranh kia, ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên. Em làm rị mò cả tháng trời mới xong. Khi treo lên, em nói với chị: em dán mấy câu này để cho cha, mẹ và chị xem. Lúc ấy đúng dịp đón xuân năm 2015. Cũng từ đó trở đi, em ít nói chuyện hơn trước, hoài nghi càng nghiêm cẩn hơn trước, thường ngồi một mình trầm ngâm im lặng. Đến cuối tháng 2, sau khi buổi công phu tối lễ Phật sám nguyện xong, thấy trong người hơi mệt, em không ngồi niệm Phật mà đi ra nhà sau. Chợt bị té xỉu, vài phút sau tỉnh lại. Gia đình đòi đưa đi bệnh viện, em không chịu. Thấy mẹ khóc, hôm sau em phải theo cha để đến bệnh viện Tâm Đức khám bệnh, mang thuốc về uống. Đến ngày 18 tháng 3, đường tiêu hóa của em hơi kém, ăn uống không được ngon. Chị em mới nói: em đi bác sĩ khám bệnh đi. Và còn hỏi: em có sợ chết không? Em không có sợ chết, tại vì cái nghiệp em phải trả. Đi bác sĩ nó còn dây dưa hoài à chị ơi. Chị đừng có nói với mẹ, bởi vì mẹ kêu em đi bác sĩ thì em phải đi. Chị giấu đừng có nói với mẹ giùm em. Em mà chết chắc mẹ chết theo đó. Không có đâu, em chết mẹ còn có chị mà. Chiều ngày 21 tháng 3, thấy em mặc chiếc áo tràng bị chật cứng, chị mới nói: em cho chiếc áo tràng đó cho chị đi, nữa mẹ may cái áo khác cho em. Thôi khỏi may, để ba hôm nữa em cho chị cái áo tràng này luôn. Chị ngỡ là ai đó đã hứa cho em mình cái áo tràng mới rộng hơn, vừa định hỏi thì thấy em đã bước đến ngôi Tam Bảo đảnh lễ, nên định bụng chừng nào công phu xong sẽ hỏi, nhưng rồi lại quên bẵng đi, cho đến 3 ngày sau là ngày 24. Sáng ngày 24, thực hành công khóa xong, em nói với cha rằng mình thèm ăn chôm chôm, nhờ cha đi mua cho mình. Cha em vô cùng hoan hỷ nên đi liền. Mà lạ một điều là hồi nào tới giờ em chưa từng thèm chôm chôm cái kiểu này. Kế đó, người chị đi chợ bèn hỏi: chị đi chợ mua thuốc cho chị, em ăn cháo không? Sẵn chị mua cháo luôn. Em đáp: ừ, chị đi nhanh nhanh về để thôi không gặp mặt em. Chị em hỏi: đi nhanh nhanh về cho em ăn, em đói bụng hả dì? Em không trả lời mà đi thẳng ra nhà tắm rồi tắm sớm. Tắm xong rồi em vào nói với mẹ: mẹ bóp cái lưng giùm con mỏi quá. Lúc đó mẹ em đã trải chiếc chiếu trên nền gạch của nhà sau. Em đến ngồi kề bên bà và nói thêm: mẹ ơi mẹ, mẹ ở lại ráng lo tu hành, mẹ đừng quan tâm tới con. Nói xong em chắp tay lại niệm Phật trong tư thế ngã người dựa vào mẹ. Niệm Phật được hơn 5 phút thì em thở một hơi dài rồi duỗi ra, tự sửa mình thẳng thớm, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Lúc ấy gần 6 giờ sáng ngày 24 tháng 3 năm 2015, em hướng dương 17 tuổi. Thấy con mình đã thực sự ra đi, mẹ em liền ra phía sau nhà gọi to báo tin cho các chị em của bà hay. Phút chốc mọi người lần lượt kéo đến. Chị của em đi chợ về mới dừng xe xong, người dì ở trong nhà chạy ra cho hay đứt lời đã mất. Cô thất kinh hồn vía, tối tăm mặt mày, đôi chân bủn rủn không đi được nữa, phải nhờ người dì dìu vào nhà. Vô thẳng nhà sau, thấy em mình đang nằm, cô nhỏ lại ôm chầm lấy thi thể của em mình, tay đặt lên trái tim của em để xem tim còn đập hay không. Mẹ cô đang niệm Phật bèn ngưng lại nói: thôi, em con mất rồi, con đừng có đè nó nữa. Kế đó mọi người đưa thi thể của em lên giường và tiếp tục hộ niệm. Trong khi tâm trí bấn loạn, không cam tâm chấp nhận cái cảnh vĩnh biệt, thì chị của em bắt gặp một mùi hương kỳ lạ từ thi thể của em mình phát ra, không giống bất kỳ loại hương thơm nào. Nhờ đó mà thần trí dần dần an định trở lại.
Trong gia đình chỉ có mẹ tương đối cứng cỏi hơn cha và chị của em, nên em đã nhờ cha đi mua chôm chôm. Đây quả là em đã chủ động cách ly những duyên trở ngại cho việc giảng sanh của mình. Lễ an táng được tiến hành trong ngày. Khi nhập liệm vào giữa trưa, gương mặt của em hồng hào, sáng đẹp, tươi vui. Mùi hương trên thân hãy còn, các khớp xương mềm mại và đỉnh đầu rất nóng. Thuật theo lời Nguyễn Văn Ngon, Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, cha, mẹ và chị của em. Lời phụ. Bức tranh thứ nhất: tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Chữ tu ở đầu câu thứ nhất có nghĩa là tu tạo, là tạo tác, sự ra công, ra sức nỗ lực. Tu có hai lãnh vực là làm lành và lãnh giữ. Một, lãnh giữ, bỏ những xấu ác, tà dại của thân khẩu ý, tu sửa. Hai, làm lành, tất cả mọi hành động của bản thân, lời nói của miệng và ý nghĩ trong lòng luôn luôn hướng đến những điều thiện, ích lợi mọi người, ích lợi chúng sanh, tu bổ. Chữ cầu trong câu thứ nhất chỉ cho lòng mong muốn, nguyện vọng, hy vọng, mơ ước. Bốn chữ gia đạo vuông tròn chỉ về lý thể. Câu thứ hai, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền, chỉ về sự tướng. Hợp bốn chữ gia đạo vuông tròn và tám chữ chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền lại, chỉ cho thành quả tốt đẹp mỹ mãn, trọn vẹn, không khiếm khuyết. Đây là niềm vui, thiên luân theo lý niệm cổ của người Đông Phương. Theo luật nhân quả thì muốn ăn dưa thì phải trồng dưa, muốn dùng đậu thì phải gieo đậu, mong hưởng quả gì thì phải gieo trồng nhân đó. Ý nghĩa đại khái của hai câu trên là nếu mình muốn hưởng thọ cái niềm vui thiên luân ở lúc tuổi xế chiều, như là gia đình hòa thuận, êm ấm, con cháu hiếu thảo hiền lành, thì chính mình khi còn trẻ khỏe phải gắng hết sức làm tròn bổn phận và trách nhiệm, nêu gương cho con cháu, người thân trong nhà. Rồi kế đó mới dùng lời lẽ khuyên dạy chỉ dẫn. Nếu không như thế, nghĩa là đối với cha mẹ mình không hiếu kính, phụng dưỡng, đối với vợ chồng, con cháu mình vô trách nhiệm, không tuân giữ thường đạo, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, không hành thiện tích đức, ngũ giới thập thiện, mà mong có được gia đình hòa thuận, con cháu ngoan hiền, hiếu hạnh là điều vô cùng phi lý. Những người Tây Phương du lịch sang các nước Á Châu, họ rất đổi kinh ngạc khi chứng kiến hiện tượng tam đại đồng đường hoặc tứ đại đồng đường. Họ không thể hiểu nổi tại sao ba bốn thế hệ lại có thể cùng sống chung với nhau một nhà. Ngày nay ở phương Tây, tỷ lệ người già tự tử ngày một tăng cao. Lý do là vì họ bị con cháu bỏ rơi, nên rất buồn khổ khi nằm ở viện dưỡng lão để chờ chết. Người Đông Phương chúng ta hiện thời chạy theo văn minh vật chất, từ từ dứt bỏ thuần phong mỹ tục, luân lý đạo đức lần hồi sa sút, tục dốc đến mức báo động, vô phương cứu chữa. Có nhiều kẻ lớn rồi quên lãng, nuôi mẹ cha tính tháng tính ngày, lại còn nhiều tiếng đắng cay, sao không chết phước sống hoài làm chi. Bức tranh thứ hai: ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên. Đắc đạo là chứng đắc đạo quả, quả thấp nhất là tu đạo hoàng vì bất thoái, còn gọi là nhập lưu vào dòng thánh. Quả vị tận cùng là vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay còn gọi là diệu giác, tức là Phật quả của viên giáo. Cửu quyền gọi đủ là cửu quyền thất tổ, theo nghĩa hẹp là chỉ chung cho tất cả ông bà tổ tiên cha mẹ nhiều đời. Hai chữ mê đồ nghĩa là con đường mê mờ tối tăm, lầm lạc, tà dại. Chữ tiên ở cuối câu thứ hai không có nghĩa hạn hẹp là chỉ cho tiên nhân, chư thiên, mà là đại từ đối lập lại với chữ tục, tiên tục, tương đương với các cặp từ thánh phàm, Bồ Tát, chúng sanh, Phật, Ma. Vậy thì thoát chốn mê đồ, ra khỏi nẻo đường tà dại lầm lạc là nhân, mà đến cảnh tiên, cõi an lạc tốt lành là quả. Bởi vì mức độ mê mờ có cạn có sâu, cho nên cảnh giới an lạc có rộng hẹp, có tương đối, tuyệt đối, có chưa viên mãn và viên mãn.
Giả như ở trong phàm thánh đồng cư độ thì tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là mấy độ, mà quả báo của tam thiện đạo, trời người Atula là cảnh tiên. Nhưng phàm thánh đồng cư độ mà so với phương tiện hữu dư độ thì trời người Atula là mấy độ, mà tứ thánh pháp giới là cảnh tiên. Nếu đem phương tiện hữu dư độ mà so với thật báo trang nghiêm độ thì tứ thánh pháp giới là mấy độ, vì chưa minh tâm kiến tánh, còn nhất chân pháp giới là cảnh tiên. Sau cùng, nếu đem thật báo trang nghiêm độ mà so với thường tịch quan độ thì cũng như trên. Tu đắc đạo thì có hai cách, một là tự lực, hai là tha lực, nhị lực. Mà trong kinh Tượng Pháp Quyết Nghi, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã chọn lựa cho chúng ta thời kỳ chánh pháp với luật thành tựu sau Phật nhập diệt. 1000 năm thứ nhất, người giữ giới đầy đủ sẽ đắc đạo. Thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, 1000 năm thứ hai sau khi Phật nhập diệt, ai tu đạt được định sẽ đắc đạo. Thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu, sau 2000 năm trở đi, người tu nên tu niệm Phật cầu giảng sanh, nếu đầy đủ tín nguyện chắc chắn sẽ đắc đạo. Tự lực là tự dùng sức của mình tu thẳng đến diệu giác, Phật quả viên mãn, thì trước nhất phải đoạn kiến hoặc và tư hoặc, chứng A-la-hán, được vào phương tiện hữu dư độ, rồi tiếp tục đoạn trần sa và căn bản vô minh hoặc, chứng quả sơ trụ của viên giáo hay sơ địa của biệt giáo, tức nhập vào thật báo trang nghiêm độ, rồi phải lần lượt đoạn 41 phẩm tập khí vô minh để phần chứng pháp thân. Cho đến viên mãn cứu cánh Phật quả sẽ nhập trọn vẹn thường tịch quan độ. Vì phải trải qua thứ lớp nhất định như đã kể trên nên gọi là thù xuất, ra khỏi sanh tử luân hồi, chứng quả Phật rốt đáo theo chiều đứng từ dưới thẳng lên trên. Cách tu này rất khó. Cổ đức dùng hình ảnh con mọt ở trong gốc cây tre ra bên ngoài bằng cách đục từng đốt lên đến tận ngọn rồi mới chui ra ngoài, nên rất lâu và rất khó. Còn tha lực là pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh. Ngoài sức của chính mình ra, còn có lực nhiếp thọ của Đức A-di-đà Phật. Mặc dù nghiệp còn mà được ra khỏi phàm thánh đồng cư độ cõi ta bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được sinh sang phàm thánh đồng cư độ cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà, cũng giống như con mọt không đục từng đốt lên trên ngọn cây tre để ra ngoài, mà chỉ đục ngang qua đốt tre để chui ra bên ngoài. Vì vậy nên rất nhanh và rất dễ. Con đường này là hoành siêu, từ phàm phu còn giấy đầy hoặc nghiệp mà được thoát khỏi sinh tử luân hồi, thẳng vào Phật quả viên mãn theo chiều ngang, vì không qua thứ lớp đoạn hoặc như tự lực ở trên. Giả lại, bốn cõi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là pháp tướng độ, nên có riêng biệt, có ngăn ngại, có chia cách. Còn bốn cõi của Đức Phật A Di Đà là pháp tánh độ, nên dung thông nhau. Đây là điểm rất đặc biệt hy hữu, bất khả tư nghị. Do đó, mười phương chư Phật đều tán thán thế giới cực lạc, đồng thời khuyên chúng sanh trong cõi nước mình nên nguyện sanh về đó. Cho nên khi giảng sanh là nhất sanh nhất thiết sanh, nghĩa là đã sanh sang cõi phàm thánh đồng cư độ của Đức Phật A Di Đà thì cũng đồng được vào phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghiêm độ và thường tịch quan độ. Cho nên giảng sanh tức là thành Phật, hay giảng sanh tức là đắc đạo. Vậy thì ý nghĩa hai câu ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê độ đến cảnh tiên. Người tu theo pháp môn tịnh độ thì tạm hiểu đại khái là ráng niệm Phật giảng sanh Tây Phương, học đạo cho hoàn toàn, rồi trở lại cứu độ ông bà cha mẹ cũng như tất cả chúng sanh. Như thế sẽ được vĩnh viễn không còn khổ nạn, mê độ, hưởng quả an lạc trường cửu, bất sanh bất diệt, cảnh tiên. Hai bức tranh mà Đức Lợi làm để lại cho cha mẹ và chị xem, để theo đó mà tu, quả thật rất xác đáng, khế hợp với lời của cổ đức: dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bất tu, tiên đạo diễn hỷ. Tạm hiểu là chúng ta muốn thành Phật, thành tiên, sư phạm nhập thánh thì trước hết phải tu cho được cái đạo làm người. Bởi vì nhân đạo là gốc rễ, là nền tảng của Phật đạo. Nếu như là một con người tốt trong xã hội làm còn chẳng xong,
mà mong đạt đến quả vị tiên Phật là chuyện mộng mị xa vời. Dù rằng đối với Tịnh Độ Tông vẫn có những trường hợp sám hối vãng sanh, tức là có người cả đời tạo ác nghiệp, đến giờ phút lâm chung duyên mài gặp được thiền tri thức khai thị hướng dẫn cho pháp môn Tịnh Độ, người ấy nghe xong bèn chí thành sám hối, liền niệm Phật cũng được vãng sanh. Nhưng số người ấy rất hiếm hoi, vẫn là thiểu số, do thiện căn quá khứ quá lớn và chín muồi. Cho nên chúng ta đừng nên nuôi cái tâm lý cầu mai ấy, cần phải nỗ lực trong lúc bình thời. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupapam.net hoặc diệupapam.vn. 100. Bé Hoa Minh, 8 tuổi. Sự tu đừng đợi xế chiều, mồ chôn nhiều kẻ tuổi đời còn xanh. Mạng người hơi thở mong manh, hít vào chẳng được trở thành đời sau. Khuyên ai gấp gấp mau mau, nhất tâm niệm Phật tẩu đào trần mê. Tây phương Tịnh Độ quyết về, không còn muôn kiếp thảm thê nổi chìm. Bé Hoa Minh tên thật là Nguyễn Trung Bảo Ngọc, sinh năm 2005. Cha em là Nguyễn Minh Đức, mẹ là Trung Thị Minh Trị, làm việc ở thẩm mỹ viện. Khi em vừa ăn mừng thôi nôi thì qua ngày hôm sau, người cha thân yêu của em qua đời do căn bệnh ung thư phổi ác tính đã hoành hành suốt nửa năm liền trước đó. Vài tháng sau, mẹ đã đưa em về chung sống với ông bà ngoại tại số 311C, khu vực 4, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Có lẽ thiện căn nhiều đời sâu dày với Phật Pháp nên em rất thích nghe tụng kinh. Mỗi thời công phu hằng ngày của ông ngoại là tụng kinh Pháp Hoa trên gác lầu. Em thường leo lên rồi đến nằm kề gần đó, im lặng lắng nghe suốt buổi. Đến khi ông tụng xong đảnh lễ hồi hướng, em mới cùng ngoại đi xuống. Ngày nọ có đứa cháu lối xóm hỏi bà ngoại rằng: "Bằng cách nào để khi ngủ mình nằm chiêm bao không có gặp ma?" Bà dạy nó trước khi ngủ phải nên niệm Phật. Em ở bên cạnh nghe lóm được. Bắt đầu từ đó trở đi, mỗi tối khi vô mùng ngủ là em niệm Phật lớn tiếng một lúc, đến chừng ngủ luôn. Lúc vào trường mầm non, một hôm bà ngoại đón em về nhằm lúc trời mưa tầm tã. Em khóc, em nói với bà: "Ngoại ơi, ngoại kêu cậu ba đem áo mưa cho mẹ con, để mẹ con đi làm về mắc mưa lạnh lắm." Khi thấy cậu ba cầm áo mưa ra khỏi nhà rồi, em mới nín khóc. Có lần mẹ em đi làm về giữa đường bị hạ canxi máu nên ngất xỉu, được người ta đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi bà ngoại ở nhà nhận được tin qua điện thoại thì em òa lên khóc nức nở: "Mẹ ơi, con không muốn, con là trẻ mồ côi, ráng sống với con. Mẹ chết rồi, con mồ côi, con đi lang thang, con không muốn." Ông bà ngoại đều trường chay đã lâu. Lúc lên 5 tuổi, ông ngoại dắt em đến chùa Khánh Quang làm lễ quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Thích Trí Quảng, được pháp danh là Hoa Minh. Em rất ngoan và rất thông minh, có nhiều đặc điểm khác lạ với những trẻ thông thường, như người lớn có nói lời nào đó mà không đúng thì bé chỉnh liền bằng giọng điệu ngây thơ, hồn nhiên, vô tư. Ngẫm nghĩ một hồi mình mới dở lẽ quả đúng là như vậy. Năm học lớp 1 qua lớp 2, lúc kiểm tra chất lượng em đạt thành tích 4 điểm 10, thì đột nhiên phát bệnh vào đầu tháng 11 năm 2012. Triệu chứng đơn thuần chỉ là đau đầu và ủa khang. Gia đình đưa em vào bệnh viện khoa nhi, rồi vài bác sĩ tư, rồi sang bệnh viện Phương Châu điều trị.
bác sĩ chỗ nào cũng chẩn đoán là rối loạn tiêu hóa. Cho uống thuốc thì chỉ giảm bệnh có 3 ngày đầu, còn 5-3 ngày kế thì không tác dụng. Qua các nơi điều trị cũng có kết quả y chang như thế. Gia đình bèn đưa em đi Sài Gòn. Lúc đầu đi điều trị bác sĩ Tư 2 tuần, rồi tiếp theo vào bệnh viện Nhi Đồng một vài tuần, kết quả cũng y chang. Lần thứ 2 trở lại bệnh viện Nhi Đồng 1, ông ngoại đề nghị chụp CT. Bác sĩ không chấp thuận, cho rằng em chỉ rối loạn tiêu hóa thôi, đâu có gì mà phải chụp CT. Ông nài nỉ miết, bác sĩ đành miễn cưỡng. Chụp CT xong mới phát hiện em có khối u rất lớn ở não, thuộc về giai đoạn cuối, bèn chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy để phẫu thuật. Phẫu thuật xong về nhà, bác sĩ hẹn 3 tuần sau tái khám. Qua 3 tuần, kết quả cũng y chang như trước. Trở lại tái khám, bác sĩ liền đề nghị xạ trị, nhưng máy bị hư, chờ 1 tuần mà vẫn chưa sửa chữa được. Ông ngoại sốt ruột liền chuyển qua bệnh viện 115. Xạ trị xong, về nhà vài tuần kết quả cũng y chang. Trở lại bệnh viện 115 thì bác sĩ cho biết bệnh đã di căn tùm lum. Bác sĩ đề nghị xạ não lẫn xạ cột sống. Qua vài ngày phát hiện tứ chi của em bắt đầu bị liệt. Bác sĩ liền yêu cầu phải xử lý bằng biện pháp phẫu thuật hoặc hóa trị. Gia đình không tán thành, bèn xin xuất viện. Về nhà vào khoảng đầu tháng 4 năm 2013. Lúc còn nằm viện là em đã đòi ăn chay, mặc đồ vạt miễn và nghe máy niệm Phật suốt cả ngày đêm. Khi bà ngoại mua một bộ đồ vạt miễn đem đến, em mừng lắm. Lúc tắm thay bộ đồ khác em không chịu, thế là bà ngoại phải mua thêm một bộ nữa. Các bác sĩ cũng như nhân viên bệnh viện cũng vui lòng chấp thuận cho em tùy ý, khỏi phải mặc đồ của bệnh viện như bao nhiêu bệnh nhân khác. Diện mạo của em lúc nào trông thấy cũng xinh xắn như chú tiểu, rất dễ thương. Chung phòng có một bé trai đồng trang lứa với em, do cơn đau hành hạ nên khóc lóc om sòm suốt ngày. Hôm nọ vào buổi tối em mới nói: "Đau thì mình phải biết kiềm chế, chứ có đâu mà khóc la hoài vậy." Mọi người nghe em nói, ai cũng kinh ngạc trố mắt nhìn. Khi về nhà, tứ chi của em đã bất động. Có lần, cô hai hầm móng chân trâu mang qua, em không chịu dùng, bà ngoại mới khuyên: "Thôi, còn ráng húp một tí đi cho cô hai vui, để khỏi phụ cái công cực khổ của cô hai nấu nướng và cái công của cô hai tự bênh bển đem qua đây." Nói một hồi em mới chịu dùng. Khi dùng tới muỗng thứ hai thì em ngã ra lăn lộn dữ dội. Từ đó về sau gia đình không dám cho em ăn đồ mặn nữa. Về nhà, lúc đầu gia đình còn nài ép em uống thuốc nam và tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Được chừng một tháng, thấy chẳng hiệu quả gì cả nên không tập nữa. Sau đó em cũng không chịu chích thuốc và uống thuốc nam. Em nói: "Thôi, không uống thuốc nữa đâu. Uống thuốc chỉ sống một thời gian nữa thôi. Mang cái thân này khổ lắm." Rồi em đòi uống thuốc Phật. Mọi người rất đỗi kinh ngạc. Bà ngoại liền hỏi: "Thuốc Phật là thuốc gì?" Em trả lời: "Thuốc Phật là Nam Mô A Di Đà Phật." Ông ngoại nghe xong lấy làm lạ, liền tìm đến chùa hỏi xem sự thể thế nào. Tình may gặp ban hộ niệm của chùa Long An. Sau khi trình bày tường tận sự việc, trao đổi với thầy trưởng đoàn trợ niệm một hồi lâu, ông bèn lên tiếng mời ban hộ niệm giúp đỡ. Ban hộ niệm chấp thuận yêu cầu, nên cho một số liên hữu đến nhà để trang trí, sắp xếp phòng ốc, chỗ nơi tươm tất trang nghiêm. Khi các vị làm xong công việc ra về hết rồi, em mới nói với ngoại: "Con tưởng đâu ông thầy, ai về học trò." Bà ngoại nghe xong chừng hững, liền điện thoại sang bên chùa để hỏi thăm,
mới dở lẽ vị đầu tròn áo vuông mà lúc nãy mình xưng hô bằng thầy té ra là cư sĩ. Dự định ban đầu của ban hộ niệm theo thông lệ thì chỉ cộng tu mỗi tối với bệnh nhân 3 ngày mà thôi. Nhưng vì em quá khao khát được cộng tu, vả lại nhận thấy nơi em có nhiều nét đặc biệt, khác lạ với rất nhiều những bệnh nhân trước đó, nên đại chúng đã hoan hỷ cộng tu suốt 20 ngày cho đến khi em mất. Hàng ngày cứ đến 2 giờ chiều là em đòi thay tả. Gần tối thì cứ hỏi bà ngoại: người ta đến niệm Phật chưa vậy ngoại? Khi cộng tu, thông thường ban hộ niệm chia làm hai, mỗi bên niệm 5 câu A-di-đà Phật xen kẽ nhau. Riêng em thì cứ niệm liên tục lớn tiếng theo mọi người, với khí thế hết sức phấn chấn tích cực. Mỗi lần cộng tu, ban hộ niệm đều có hướng dẫn em phát nguyện cầu vãng sanh và thường khai thị sách tấn, động viên em ráng cố gắng để không cô phụ tấm lòng kỳ vọng của bao người thân, cũng như các liên hữu mỗi ngày đến cộng tu, luôn mong đợi kết quả sao cho em được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có lần em đang nằm niệm Phật, dì Út đến kề bên thốt vài câu trêu ghẹo vui đùa với em. Em trả lời: dù ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Trước kia khi còn nằm ở bệnh viện, mẹ em đã nhiều lần hỏi: con có sợ chết không? Em đáp: dạ không, chết có gì đâu mà sợ. Rồi mẹ hỏi tiếp: vậy thì kiếp sau mẹ với con gặp nhau nữa nghe? Thì em đồng ý trả lời: dạ. Đến khi cộng tu được một thời gian, mẹ em hỏi: kiếp sau mẹ với con gặp nhau nữa nghe? Em đáp: không có kiếp sau đâu, kiếp sau con thành Phật rồi. Em trả lời bằng điệu bộ chắc ăn và dứt khoát lắm. Trong suốt thời gian bệnh, chưa hề thấy em khóc hay rên than đau nhức gì hết. Khi nào ngặt mình khó chịu thì em chỉ nhờ bóp chân cho bớt mỏi, mà vừa bóp vừa niệm Phật cho em nghe. Em cũng thường kêu bà ngoại để tấm ảnh Đức Phật A-di-đà trên ngực, rồi nhờ lấy hai tay của mình đặt lên ôm hình lại để em ngắm nhìn. Đêm nọ em ngủ nằm mơ thấy một người mặc nguyên bộ đồ màu trắng đến vuốt thân mình của em. Sáng dậy em kể lại cho mọi người nghe, và cũng từ đó trở đi em không còn cảm thấy trong người đau nhức như lúc trước nữa. Khi gần đến ngày mất, em dặn dò: bà ngoại à, ngoại mua chim phóng sanh giùm cho con và cho tiền mấy ông bà già đi xin mỗi người 50.000 đồng. Nữa con mất, bà ngoại và mẹ đừng có khóc. Nếu bà ngoại và mẹ có khóc thì ra đằng sau. Còn người thân đến thăm con mà khóc thì bà ngoại đuổi về hết giùm con. Mẹ em hỏi: chừng nữa con mất rồi, sẽ chôn con gần mộ của cha con hay là đi thiêu? Em đáp: chuyện đó để cho thầy tính. Và em còn căn dặn từng người: bà ngoại già rồi, ngoại ráng niệm Phật đi, đặng bà ngoại thành Phật. Cậu ba ơi, cậu ba đừng uống rượu nữa. Cậu ba đi chùa, cậu ba quy y đi. Dì hai ơi, dì đừng có hung dữ nữa nghe. Dì Út mua cái đĩa nghịch tử cho dượng Út coi. Mỗi đêm, ngoài dăng cái mùng rất lớn để nhiều người vào ngủ chung với em. Bà ngoại và mẹ thường nằm hai bên, còn em thì nằm ở giữa. Hôm nọ, như thường lệ, bà ngoại trước khi ngủ dặn em: chừng nào con mỏi thì con kêu ngoại nghe. Đến chừng giật mình tỉnh giấc, bà thấy em đang dùng hết sức lực để thay đổi tư thế, bèn cất tiếng hỏi: sao con không cho ngoại hay? Con thấy ngoại ngủ ngon quá, nên con không muốn phá giấc ngủ của ngoại. Ngày 23 tháng 4, em nói: tối nay ngoại với mẹ nằm ở dưới đi, con muốn nằm một mình.
Bà ôm em, bà hôn, em không cho. Ngoại đừng có hôn con nữa. Bà thấy em hôm nay sao khác lạ hơn mọi khi, nên hỏi, bộ con hết thương ngoại rồi hả? Em đáp, dạ không có, tại vì con muốn nằm một mình. Đến 2 giờ chiều ngày 26, em bắt đầu mệt nhiều. Em nói, mẹ ơi, con khó chịu quá à. Mẹ em liền đến bên cạnh, ngồi niệm Phật một hồi thì em khỏe lại. Thấy em đã khỏe nên cô bước ra ngoài. Bỗng nghe em tự nói chuyện một mình, đi chỗ khác hết đi, để cho tôi niệm Phật, đừng có phá tôi nữa. Rồi sau đó em cất tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì bình thường niệm có 4 chữ, bây giờ nghe em niệm 6 chữ thì ngoại ra dấu cho mẹ em lấy điện thoại quay phim ghi lại. Vì bà rất thương cháu nên hễ cháu có hành động gì lạ là hay quay phim để sau này chiếu lại xem cho đỡ buồn. Thì thấy em vừa phát nguyện và niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật A Di Đà cho con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc 3 lần. Rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng giọng ngâm nga chậm rãi thêm 14 lần nữa. 2 giờ sau, em bắt đầu mệt lại, hơi thở ngắn dần. Gia đình điện thoại cho cô Diệu Đạo trong ban hộ niệm. Khoảng 6 giờ 20 phút tối, cô cùng 3 vị đồng tu đến. Thấy em yếu nhiều, 4 vị cùng với dì hai của em cất tiếng trợ niệm. Bà ngoại và mẹ sợ mình xúc động, ảnh hưởng đến sự giảng sanh của em, nên ra đằng trước lễ Phật. Khi mọi người niệm Phật thì em nhếch môi niệm theo. Mãi đến 6 giờ 45 phút tối, em nhẹ nhàng trút hơi thở sau cùng. Trước khi mất, em mở mắt ra, mỉm cười rồi nhắm lại, niệm thêm 2 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi mới tắt hơi. Quý cô mừng quá, bật cười to lên. Mẹ em lúc đó đang lạy Phật, nghe cười lớn, trong lòng lấy làm lạ, tại sao đang trang nghiêm thanh tịnh bỗng dưng phá lên cười. Hôm ấy nhằm ngày 26 tháng 4 năm 2013, em hưởng dương 8 tuổi. Qua 8 giờ sau, gương mặt của em hồng hào tươi sáng, mọi khớp xương đều mềm mại, các nơi đều lạnh, duy chỉ có đỉnh đầu còn ấm nóng. Sau khi hỏa thiêu, gia đình đã nhặt được 37 viên xá lợi màu trắng trong suốt. Thuật theo lời Chung Văn Ý, Nguyễn Kim Thanh, Chung Thị Minh Trị, ông, bà ngoại và mẹ của em.